năm 2012 là năm thứ hai cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Năm thứ hai Ninh Bình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo ban đầu. Đây cũng là năm đầy ắp sự kiện đối với quê hương Đinh Bộ Lĩnh khi bước sang năm thứ 20 kể từ ngày tái lập. Cùng với sự đi lên của quê hương đất nước, vùng đất cố đô đang trỗi dậy, vươn lên phát triển mạnh mẽ và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Không chỉ vậy, trong năm 2012, mảnh đất và con người Ninh Bình được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến khi khu di tích cố đô Hoa Lư và danh thắng Tràng An Tam Cốc Bích Động được công nhận là hai di tích cấp quốc gia đặc biệt. Với việc hoàn thành hồ sơ đệ trình tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới đối với quần thể danh thắng Tràng An, người dân cố đô đang háo hức đón chờ một niềm vui. Nếu được vinh danh, quần thể danh thắng Tràng An sẽ trở thành di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam theo tiêu chí hỗn hợp. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2012 được tổ chức thành công với thông điệp Ninh Bình hội nhập và phát triển bền vững, cùng với tiềm năng thế mạnh sẵn có, các cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng, hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng cho sự phát triển của vùng đất cố đô. Hòa cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, ngành thông tin và truyền thông Ninh Bình cũng khép lại năm Nhâm Thìn bằng nhiều dấu ấn và thành tựu quan trọng. Ngay từ đầu năm, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sở được vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo bộ, lãnh đạo tỉnh về thăm, làm việc và chúc Tết. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo như tiếp thêm sinh lực, tạo niềm hứng khởi và động lực để tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí xuất bản, thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích. Có thể khẳng định, các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã có một năm bận rộn với các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng diễn ra trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình và lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 2012, tuyên truyền quần thể danh thắng Tràng An hướng đến di sản thế giới. Tuyên truyền về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2012, kết hợp diễn đàn xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng, cùng với các tiềm năng thế mạnh cũng như các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Về nội dung này, Sở cũng góp phần quan trọng làm nên thành công của hội nghị ngay từ khi chuẩn bị, như giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo tại Hà Nội, triển khai tuyên truyền trực quan trước và trong thời gian diễn ra hội nghị, cũng như các điều kiện cho phòng tác nghiệp báo chí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, góp phần vào thành công chung của hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2012. Các hoạt động thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cũng được tổ chức triển khai có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức lễ phát động ký kết giao ước thi đua ngành thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong toàn ngành, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tổ chức thành công hội thi tuyên truyền chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2012 với sự tham gia của 3 xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh và xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, đã tạo sức lan tỏa và điểm nhấn trong công tác tuyên truyền cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Sau cái đợt tuyên truyền đối với phát triển nông thôn mới ở xã Đồng Hướng, thì các xã khác đồng loạt có phát triển các hoạt động thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Thì đến nay kết quả tương đối tốt. Cán bộ đảng viên và nhân dân đã thấy được cái vị trí, vai trò của cái phát triển nông thôn mới. Và trên cơ sở đó thì phong trào xây dựng nông thôn mới đã được phát triển tương đối mạnh. Đặc biệt là vấn đề hiến đất, hiến công để làm đường xây đường nông thôn mới thì trên địa bàn Kim Sơn đã có phát triển rất mạnh. Trong năm 2012, Sở đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Cùng với đó, Sở đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Tourist, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai đưa sóng truyền hình Ninh Bình phát trên vệ tinh Vinasat 1 và hệ thống truyền hình cáp SCTV từ ngày 21 tháng 9 năm 2012, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Ninh Bình đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế với hơn 30 chuyên mục hay và hấp dẫn, phản ánh sinh động về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Với việc hướng dẫn báo Ninh Bình nâng cấp báo Ninh Bình điện tử cùng với 5 số báo in trong tuần, báo Ninh Bình đã thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng, kịp thời phản ánh sinh động và đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị trong nước cũng như quốc tế, những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực và phản ánh được những vấn đề nhân dân quan tâm. Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn, Sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2012, đã triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Ninh Bình năm 2012, góp phần nâng cao năng lực cho 150 cán bộ làm công tác thông tin truyền thông trên địa bàn 4 huyện thuộc diện chương trình là các huyện Hoa Lư, Yên Mô, Nho Quan và Kim Sơn. Đối với chương trình đưa thông tin về cơ sở, thì sau khi tiếp nhận cái chương trình thì chúng tôi có những cái thuận lợi, đó là được sự quan tâm của huyện Nho Quan đã cử 46 đồng chí là cán bộ văn hóa của xã cũng như là đồng chí trưởng thôn thì tiếp thu về nội dung của cái việc đưa thông tin về cơ sở, thì đấy là cái thuận lợi thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái xã vừa qua cũng đã đầu tư đến, quan tâm đến cơ sở vật chất để đầu tư trang thiết bị, nhất là đài truyền thanh cơ sở, thì đã tổ chức thông tin vào các cái giờ để cho nhân dân có thể tiếp thu được một cách đông đảo nhất, như giờ sáng, giờ trưa, giờ chiều. Và có những chương trình thì đã đưa vào trong cái đĩa để tuyên truyền xuống tận thôn bản cơ sở, đặc biệt là trong cái dịp kỷ niệm 150 năm danh xưng Nho Quan và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thì công tác thông tin và truyền thông cũng là một trong những cái kênh thông tin rất quan trọng góp phần để thành công của cái lễ kỷ niệm, tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi hồ hởi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy cái truyền thống của quê hương Nho Quan anh hùng. Công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông năm 2012 được triển khai có hiệu quả. Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, phòng chống lụt bão, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình và lễ hội Cố đô Hoa Lư, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn mạng. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở đã phối hợp với Viễn thông tỉnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông triển khai lắp đặt và phát sóng thử nghiệm hệ thống Internet không dây tốc độ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến nay đã phát sóng thử nghiệm giai đoạn 1 được 11 địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành thành phố Wi-Fi trong tương lai gần, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. Định kỳ 6 tháng một lần, Sở đã chủ trì tổ chức các hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giúp cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này có hiệu quả. Trong tình hình khó khăn chung, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện kinh doanh có lãi, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh ước thực hiện năm 2012 khoảng 463 tỷ đồng. Các loại hình dịch vụ bưu chính đa dạng, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Mạng lưới viễn thông của tỉnh không ngừng được mở rộng và hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đề án chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020. Phối hợp với tổ công tác của FPT, tổ chức hội nghị xây dựng đề án chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình với các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đề án chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2012 cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, 100% các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã có mạng nội bộ và triển khai đưa phần mềm văn phòng điện tử vào công tác quản lý, điều hành. Tổng số máy tính trong các cơ quan nhà nước đạt 1.983 máy, nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có máy tính làm việc lên 85%. 21 trên 27 cơ quan đơn vị đã xây dựng được trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến. Điển hình trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai phần mềm một cửa là các đơn vị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn và Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn. Công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền pháp luật được quan tâm. Sở đã duy trì tốt ngày pháp luật hàng tháng, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1, tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho các đối tượng trong phạm vi quản lý. Cử cán bộ tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2012, kết quả đã đạt giải 3 toàn tỉnh. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngành, trong năm 2012, thanh tra sở tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiến hành 11 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 159 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 45 đối tượng với số tiền 45,3 triệu đồng, đã góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành các quy định pháp luật của người dân và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thông tin truyền thông, như tiến hành kiểm tra đột xuất 74 đại lý Internet, xử lý 47 đại lý vi phạm, 16 điểm đăng ký thuê bao di động trả trước, tịch thu 341 SIM không đúng quy định, thanh tra 7 đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện, 6 cơ sở in và 2 công ty phát hành sách, có 2 cơ sở in còn mắc những sai phạm nhỏ. Công tác văn phòng trong năm 2012 cũng có nhiều chuyển biến và tiến bộ, thể hiện trong việc tham mưu và phục vụ, tổng hợp đề xuất các vấn đề về triển khai công tác chuyên môn, cải cách hành chính, đảm bảo tài chính, sửa sang cơ sở vật chất, mua sắm và thanh quyết toán chứng từ. Đặc biệt, trong năm 2012, đã tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ thuộc diện thường vụ tỉnh ủy quản lý và quy hoạch cán bộ thuộc quyền quản lý của sở giai đoạn 2015-2020, tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan, đơn vị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 và tổ chức tốt hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo sở theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Đảng. Năm 2012 cũng là năm có nhiều khởi sắc đối với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với đội ngũ 13 cán bộ, viên chức, người lao động và đang trong quá trình kiện toàn, từng bước đi vào hoạt động ổn định với những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, việc tổ chức các lớp đào tạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã, được coi trọng. Với 18 lớp đào tạo cho 466 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động của các phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2012 cũng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2012. Công tác rà soát, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các đài truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên. Đến nay, đã có 51 đài truyền thanh không dây cấp xã được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện, đạt 100%.
Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các ngành có liên quan, tiến hành thẩm định địa điểm kinh doanh của các đại lý Internet, đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thị xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đại lý Internet về những quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra các đại lý kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn thể cũng được cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan quan tâm. Vai trò của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh được phát huy, nhất là những dịp kỷ niệm, những ngày lễ quan trọng trong năm như Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 hay Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của anh chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Thông qua các hoạt động đoàn thể giúp cho cán bộ, công chức, viên chức của sở thêm gắn bó, coi cơ quan như một mái nhà chung để cùng nỗ lực chăm lo xây dựng cơ quan ngày một phát triển. Về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể, trong năm 2012, chi ủy, chi bộ đã chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn và Hội nghị cựu chiến binh của sở đạt kết quả tốt. Lãnh đạo chi bộ và cơ quan tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên hàng tháng, kết nạp được một đảng viên mới, tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho một đồng chí và phát thẻ đảng cho hai đồng chí. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên, trong đó có nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Chi ủy đã tham gia tích cực trong xây dựng quy hoạch cán bộ thuộc diện thường vụ tỉnh ủy quản lý và quy hoạch cán bộ cấp sở quản lý giai đoạn 2015-2020, làm tốt công tác bình xét phân loại chi bộ và đảng viên. Năm 2012, chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 đồng chí được bình bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2012. Tập thể cơ quan sở được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc. Bước sang năm Quý Tỵ 2013, với niềm tin và sức sống mới, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương Ninh Bình văn minh, giàu đẹp.